với sự phát triển và thông thường của như hiện tại, số lượng những hoa gì được nhiều người để ý cũng sinh ra nhan nhãn hơn. Đặc biệt là khi gamer thủ không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu khả năng gì đó thì độ nổi tiếng của gamer thủ chắc chắn sẽ tăng lên dùng dục. Lụy Ca chính là một hoa gì Trung Quốc được yêu mến theo cách như vậy. Nhờ một vài video cô gieo nhạc khoa giọng hát trời phú, Lụy Ca mở màn biến thành cái tên được nhiệt tình trên. Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn phải kể đến nhan sắc ngọt ngào của cô nàng. Bên cạnh đó, Lụy Ca cũng gắn với một vụ lùm xùm khác ồn ào liên quan tới việc cô nàng lớn tiếng phát ngôn hay muốn xin phương thức liên hệ cá nhân của mình sẽ phải bỏ ra 30.000 khoảng 100 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, vì cô nàng vẫn xinh, trên vẫn đăng ảnh ngọt ngào nên vẫn có được một bộ phận fan cuồng. Thế nhưng thế hệ đây, hình ảnh Lụy Ca hẹn hò cùng gamer thủ trai tại một nhà hàng bất ngờ bị chụp lại. Điều khiến cư dân mạng để ý nhất ở đây không phải chuyện cô nàng đã có người yêu mà là bởi nhan sắc thật của Lụy Ca ngoài đời. Xuất hiện trong bức ảnh chụp lén, Lụy Ca ăn diện khá dễ chơi và quan trọng nhất là cô nàng để lộ mặt một hết sức bình thường, lộ nhiều khuyết điểm. Trong Lụy Ca mập hơn trên mình, bọng mắt lớn, cánh mũi to, da dẻ cũng không được sáng như hình sen phai tự ung. Không ai nhận ra cô nàng xoàn sắc trên ảnh lại chính là idol Lụy Ca của mình. Sau khi bức ảnh được đăng tải, một cư dân mạng khác cũng chia sẻ hình ảnh của Lụy Ca mà mình chụp được. Và thông thường số phận với bức ảnh trên, trong Lụy Ca ngoài đời khá khác so với trên mạng. Lụy Ca trên ảnh tự đăng. Và Lụy Ca qua ống kính người qua đường, có không giống nhau quá không? Sự khác biệt này đã khiến các fan của cô nàng nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Người thì tỏ vẻ thay giọng và cho rằng thần tượng đã lừa mình. Một số khác lại đánh rét mướt trong Lụy Ca thực tế vẫn xinh và con gái khi thiếu đi lớp trang điểm, nhìn ai cũng xoàn sắc và bớt sức sống hơn thôi. Các gamer thủ tức giận thế nhỉ, mình nhìn cô ấy vẫn xinh mà, chỉ không gầy bằng ảnh thôi, con gái ai mà chẳng trang điểm với dùng filter, đây còn là chụp lén nữa thì xinh sao bằng trên ảnh được, ôi nói thông thường là cuộc sống toàn dối lừa, từ giờ chẳng hâm mộ ai trên mạng nữa, nhan sắc này mà cũng rét mướt trị 30.000 tệ á. Gia nữ thần, mình đi